Hôm nay chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi C 5 trong sách giáo khoa vật lý 850. Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng hàng nặng 500 Newton. Lên sàn ô tô cách mặt đất 1 mét bằng tấm ván đặt nghiêng. Chú ý ở đây là ma sát không đáng kể. Kéo thùng hàng thứ nhất dùng tấm ván dài 4 mét. Kéo thùng hàng thứ hai dùng tấm ván dài 2 mét. Hỏi, ý A, trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần? Ý B, trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn? Ý C, tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô. Chúng ta cùng đi tóm tắt đề bài. Tóm tắt. Trước tiên người ta cho mỗi thùng hàng nặng 500 Newton. Vậy câu có P bằng 500 Newton. Ô tô, sàn ô tô cách mặt đất 1 mét. Vậy câu có H bằng 1 mét. Với thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4 mét. À, dùng tấm ván dài 4 mét thì cô ký hiệu là S1. Nó sẽ đi được một quãng đường S1 là 4 mét. Thùng thứ hai, dùng tấm ván dài 2 mét để kéo. Vậy thì khi này S2 sẽ bằng 2 mét. Ý A, trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bằng bao nhiêu? Để trả lời ý A thì chúng ta cùng đọc lại. Định luật về công các em có thể xem lại ở sách giáo khoa trang 50. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi. À, chúng ta xét thùng hàng thứ nhất. Thùng hàng thứ nhất ở đây S1 bằng 4 mét, đi với quãng đường 4 mét. S2 chỉ đi với quãng đường là 2 mét. Vậy thì thùng thứ nhất đã bị thùng 1 đã bị gì đi nhỉ? Thiệt. Thiệt về đường đi. Thiệt về đường đi. Cụ thể là thiệt mấy lần? À, thiệt 2 lần. Đã bị thiệt về đường đi 2 lần thì sẽ được lợi. Được lợi về gì? À, về lực. Thiệt 2 lần về đường đi thì sẽ được lực. 2 lần về lực. Có nghĩa là như thế nào? À, có nghĩa là trường hợp thứ nhất sẽ kéo với một lực nhỏ hơn. Và cụ thể là nhỏ hơn 2 lần. Ý A. Trường hợp thứ nhất. Lực kéo nhỏ hơn. Và nhỏ hơn 2 lần. Chúng ta trả lời tiếp câu hỏi B. Ý B. Trường hợp nào tốn nhiều công hơn? À, chúng ta lại đọc lại định luật về công. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Vậy thì trong trường hợp này có trường hợp nào lợi hơn về công không? À không, không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công mà. Vậy thì chúng ta sẽ kết luận đúng luôn là không có trường hợp nào tốn công hơn. Không có trường hợp nào tốn công hơn.
Công thực hiện trong hai trường hợp là như nhau. Ý C yêu cầu chúng ta tính công của lực kéo thùng hàng theo phương mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô. Theo như định luật về công thì không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Và vậy thì trong tất cả các trường hợp này thì không có trường hợp nào cho ta lợi về công cả. Chính vì vậy, công của lực kéo thùng hàng theo phương mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng bằng công của lực kéo trực tiếp thùng hàng theo phương thẳng đứng lên ô tô. Ý C. Công của lực kéo thùng hàng theo phương mặt phẳng nghiêng lên ô tô cũng bằng công của lực kéo trực tiếp thùng hàng. Theo phương gì nhỉ? Theo phương thẳng đứng. Chúng ta có công thức tính công cơ học là gì? Công cơ học thì bằng tích của gì nhỉ? Lực tác dụng lên vật nhân với quãng đường dịch chuyển của vật. Vậy thì khi này chúng ta kéo thùng hàng theo phương thẳng đứng thì lực ở đây sẽ là lực gì? Trọng lực. Và S ở đây theo phương thẳng đứng thì cô đã ký hiệu quãng đường ở đây. Sàn ô tô cách mặt đất là 1 mét. Vậy S ở đây chính là H. Vậy chúng ta có A bằng P nhân H. Các em thay số. P thì bằng 500 Newton. Nhân với H bằng 1 mét. Và kết quả là bằng 500 Joule.